What's up you guys? Welcome to my channel. Today in this video I'm gonna share with everybody some book. The book named Nation Starter. Hello tất cả mọi người. Chào mọi người buổi sáng. Chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một quyển sách tiếp theo. Đó là quyển sách mang tên đó là Startup Nation. Startup Nation dịch sang tiếng Việt đó là quốc gia khởi nghiệp. Câu chuyện về sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế Israel. Đầu tiên mình sẽ nói sơ qua về Israel. Israel là một quốc gia Do Thái được thành lập vào năm 1945 sau khi mà những người con Do Thái tập hợp lại, những đồng não tập hợp lại để đưa tất cả những người Do Thái ở mọi nơi về Israel và thành lập nên một đất nước Do Thái ở đây. Và đất nước này thì trải qua một quá trình đấu tranh rất là quyết liệt với sự đối đầu giữa các nước Ả Rập và đồng minh của Palestine đối với Israel, thì cũng như là một các quốc gia đã bị đẩy vào đường cùng, Israel phải vươn lên mạnh mẽ và họ đã sử dụng các cái trí thông minh của mình, họ đã sử dụng những cái mà khả năng của mình để tạo nên một nền kinh tế phát triển vượt bậc và đã đẩy lùi các cuộc chiến tranh xâm lược của các nước Ả Rập thế giới Hồi giáo như là cuộc chiến tranh 7 ngày, cuộc chiến tranh năm 1995-96 rồi 2006, rất là nhiều cuộc chiến tranh, nhưng mà Israel vẫn giữ được, vững được vùng đất của mình. Họ thậm chí còn có thể lấy thêm được đất từ các nước Hồi giáo, từ đất nước Palestine hay các nước xung quanh đó. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cái cuốn sách Startup Nation. Đây là cuốn sách mà do hai tác giả người Do Thái viết và nói về cái quá trình phát triển thần kỳ của quốc gia Do Thái này. Thì đây là cái bài mình mang tính chất giới thiệu thôi, thì hôm nay tôi cũng chỉ nói sơ qua về một số điểm như vậy. Đây là một cuốn sách mà có thể nói về sự kỷ luật của Israel, sự vươn lên của Israel, rồi sự cái khả năng gọi là cái khả năng tạo ra sự khác biệt của Israel rất tuyệt vời. Tôi sẽ điểm qua một số chương để các bạn cùng tôi tìm hiểu nhé. Thì đây á, là tôi tiết lộ luôn, đây là một quyển sách mà nhà sáng lập của tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ muốn các bạn đọc và muốn các bạn cảm nhận để có thể giúp Việt Nam trở thành một quốc gia khởi nghiệp. Cùng với những cái quyển như là Nghĩ Giàu Làm Giàu của Napoleon Hill, Không Bao Giờ Là Thất Bại, Tất Cả Chỉ Là Thử Thách của Trung Du Dung, thì đây là một trong những cuốn sách đó. Có một số câu hỏi mà đây là nỗi trăn trở của người đời cũng như là những người thành công của ở Việt Nam, đó là tại sao người thành công có thể thất bại, tại sao có nước giàu có nước nghèo, tại sao lại Việt Nam vẫn mãi nghèo, làm thế nào để trở thành một quốc gia vĩ đại hùng cường mà có tầm ảnh hưởng, người khác làm được sao ta không làm được, nước khác làm được sao ta không làm được. Đây là một cái cuốn sách có thể nói là không giải đáp được hoàn toàn vấn đề này, nhưng để mỗi con người Việt Nam, mỗi thanh niên Việt Nam nhìn vào đó có thể tìm ra một cái điều gì đó để giúp cho chúng ta có thể có những giải pháp. Một người không làm được nhưng nhiều người thì sẽ tạo ra những cái gì nó đột phá. Và đối với Israel thì có những cái vị tổng thống rất là nổi tiếng như là Simon Peres hay là một số người khác. Thì hôm nào mà cái thiết bị công nghệ hiện đại hơn thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số tấm bản đồ Israel. Đây là một cái cuốn sách mà tôi nghĩ là có đây là có 3 2 phần.
Một phần đó là một làm sao một quốc gia nhỏ bé thì làm được gì. Thứ hai đó là gieo mầm văn hóa và sáng tạo. Thì đối với phần thứ nhất thì tôi sẽ nói về cái phần mà là người ta gọi là doanh nhân trên chiến trường á. Tức là đối với Israel thì những người mà hầu như là họ rất là ít người, hầu như là người nào cũng phải tham gia, người nào cũng phải tham gia quân đội. Vì vậy nên là tất cả các doanh nhân thì đều cũng đều xuất phát từ quân đội cả. Họ luôn luôn có một đội quân thường trực, và hầu như là những người nào thành công trên trong quân đội thì ra ngoài đời rất là thành công. Họ có một cái văn hóa, đó là cái văn hóa mà không phân cấp, tức là những cái người rất là ít tuổi, mới 19 20 tuổi thôi, có thể làm những cái công việc của những người rất là nhiều tuổi rồi. Họ là cho thoải mái sáng tạo ở cái đất nước của họ, đặc biệt là sáng tạo nhưng mà không hỗn loạn. Họ có một cái gì đó kiểm rất là cơ chế rất là hay, thì các bạn đọc các bạn hiểu được. Hiện tại tôi thì cái trình độ mình cũng hạn chế, tôi chỉ giới thiệu các bạn thôi. Rất nhiều vấn đề hay các bạn. Rồi chính sách về, đặc biệt là tôi nói về cái chính sách nông nghiệp của Israel á, thì đây là một đất nước mà hầu như là toàn sa mạc, vì vậy nên là nước đất nước rồi nước nước rất là khan hiếm, vì vậy nên là họ đã chế tạo ra những cái khu vườn ở trong sa mạc. Họ sử dụng nước tái chế, họ sử dụng cái công nghệ tiết kiệm nước triệt để. Tôi có một số người bạn học nông nghiệp thì một thời gian trước thì cũng đi Israel, và người bạn này thì nói là ở bên đó cái nền nông nghiệp rất là tuyệt vời, mặc dù là họ không có nước nhưng mà họ vẫn khắc phục tốt cái điều này và đã tạo nên một cái nền nông nghiệp tuyệt vời. Israel là một cái nền nông nghiệp tuyệt vời. Đối với cái thời gian mà nếu như hiện tại họ giờ họ là một mô hình tuyệt vời đấy, vừa tiết kiệm nước vừa có tạo ra những cái sản phẩm có năng suất cao, những hoa loại hoa quả rất là tuyệt vời. Thì hôm nay là mình sẽ giới thiệu những cái cơ bản đó thôi. Sau này thì nếu như mà đến một giai đoạn nào đó mình sẽ giới thiệu hơn cụ thể về từng chương của nó để cho các bạn hiểu hơn về cái đất nước và con Israel này. Thì bản đồ các bạn nhìn thấy không? Đây cái bản đồ của các nước do tại nước Trung Đông và Israel này. Đó, hầu như là họ tồn tại là ở xung quanh là toàn những cái nước đất nước Hồi giáo à, thế giới Ả Rập đấy, hầu như là thế, nên là họ rất là mong manh, nhưng mà họ tồn tại đến ngày nay minh chứng cho thấy là đây là một cái vùng đất mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ luôn. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có một ngày qua ngày ngày mới vui vẻ, gặt hái được nhiều thành công, năng lượng tuyệt vời. Hello, hi, bye.